Vâng, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn sẽ quay trở lại với chương trình trải nghiệm xe của chúng tôi, tinxe.vn. Và ngày hôm nay tôi sẽ mang lại cho quý vị một chiếc Nexby tầm trung, một trong chiếc Nexby mà được đánh giá rất là cao ở thị trường nước ngoài. Những thế hệ trước nó như là R6N hay là những cái chiếc xe 650 của Kawasaki với khối động cơ 2 xi lanh thì nó đã làm cho rất nhiều người có những cái cảm giác rất là đặc biệt. Và đây, chiếc Kawasaki Z650 phiên bản 2018. Và với những cái chiếc xe Nexby thì chúng ta cần những cái gì ở nó? Theo như tôi ấy, thì có một số các cái tiêu chí để đánh giá những chiếc Nexby như sau. Đầu tiên là về ngoại hình. Cái ngoại hình nếu cơ bắp và đủ khỏe khoắn thì nó sẽ là một chiếc Nexby rất là đẹp, rất là ngon. Tiếp sau đó nó là sức mạnh. Sức mạnh của chiếc Nexby thì bao giờ nó cũng nằm ở cái mức đề pa và những cái giải tua tầm trung. Và cuối cùng là cái gì? Là những cái trang bị trên xe. Nó có phục vụ chúng ta tốt trong cái việc di chuyển linh hoạt hay không? Thì ngay giờ chúng ta sẽ cùng mổ xẻ chiếc xe này để xem nó thể hiện như thế nào. Đầu tiên về cái ngoại hình. Cái ngoại hình như các bạn đã thấy ở đây thì Kawasaki Z650 là một chiếc xe Nexby rất là nhỏ gọn. Nó không hề quá to và thậm chí theo như tôi nhìn thấy, theo như cảm quan của tôi thì nó còn bé hơn cả chiếc Kawasaki Z300 đang được hiện hành rất là chuộng tại Việt Nam ở đây. Chiếc xe này có cái điểm gì đặc biệt ở ngoại hình? Đó là nó mang cái dáng dấp của dòng Z mới với khung che lít rất là nổi bật. Với cái màu này, màu xanh lá cây ở đoạn khung nó rất là đẹp. Tiếp đến, các cái hình thái thiết kế như là từ cánh gió này, bình xăng gồ cao cho đến cái phần đuôi như thế kia thì nó tạo cho cái cảm giác là chiếc xe là một chiếc xe khá là cơ bắp, và cơ bắp nó cũng vừa phải thôi. Nó không hề bị quá và nó rất là phục vụ chúng ta. Từ dáng ngồi, kiểu dáng nó rất là gọn gàng, không quá cồng kềnh. Như vậy thì cái kiểu dáng của chiếc xe này nó là một chiếc xe rất là đẹp, gọn gàng, cơ bắp nhưng chưa quá to. Và tiếp đến đó là trang bị. Trang bị của chiếc xe này thì có những gì? Thì ở đây, cái dàn đầu. Các bạn có thể thấy là nó mang một vài cái nét của chiếc Kawasaki Z900, như là từ cái ghi đông này, đồng hồ cho đến kính gió nhỏ ở đây, cộng với cả cái dàn chân. Thì trên chiếc xe này thì là được sử dụng cặp phụ ống lồng size 41mm. Tiếp đến là phía dưới là vành đúc size 17 và cặp đĩa phanh có đường kính là 30cm, tương đương với ở 300mm. Thì cặp đĩa phanh này kết hợp với chiếc xe, nó cho một kiểu dáng rất là khỏe, rất là hợp lý. Và cái việc sử dụng phụ ống lồng này nó cũng giúp góp phần làm cho chiếc xe này giảm đi cái giá thành của nó, cho nên là nó mang một cái mức giá rất là hợp lý với cái mức niêm yết là 218 triệu đồng tại Việt Nam. Và tiếp đến thì ở đây, ở trên cái dàn đầu này, đầu đèn vẫn là sử dụng dạng bóng halogen. Tiếp đến, cái dây chắn bùn được thiết kế khá là đẹp ở các cái đường nét như này. Thì chúng ta có thể thấy được các cái đường nét nó vẫn rất là cắt xẻ, vẫn rất là Z, vẫn rất là Kawasaki ở trên dàn đầu. Tiếp đến, nó có một cái đồng hồ. Cái đồng hồ này thì đúng là y hệt chiếc Z900 với toàn bộ là dạng điện tử, từ các cái kim thể hiện bóng tua ấy thì nó rất là giống với cả cái kim ảo cho chúng ta cái nhìn khá là hay ho. Nhưng mà trong cái điều kiện thời tiết mà nắng nóng và nó chiếu thẳng vào đồng hồ thì thực sự là nó chưa phù tốt cho lắm. Ở đây thì chủ nhân của nó đã thêm vào một cái bộ đèn LED tun phục vụ việc trợ sáng cho cái bộ đèn halogen rất là yếu này. Thêm nữa thì trên cái dàn đầu chưa thay đổi gì nhiều, và phía trước các bạn có thể thấy là lốp road file khác hẳn so với cả lốp nguyên bản là Dunlop Sportmark size 120. Đúng không? Và tiếp đến là cái dàn thân của chiếc xe. Với các cái đường nét như tôi đã nói từ nãy thì là nó cắt xẻ rất là mạnh mẽ, có các cái đường gân nổi của nó rất là đẹp. Ở đây thì chúng ta có một cái cánh gió này ốp ở phía trong là một cái két nước rất là lớn, đã có độ thêm cái két nước, bảo vệ két nước của RG cộng với cả bộ chống đổ. Cái bộ này thì theo tôi được biết thì trong hãng bán ra là khoảng 4 triệu đồng thì cũng rất là hợp lý cho chiếc xe, và nó góp phần bảo vệ chiếc xe này tốt hơn. Tiếp đến, cái bình xăng gồ cao cho đến thuôn về phía yên này cộng với cả cái bộ khung rất là nổi bật thì chiếc xe thực sự là đẹp, và các cái phần nhựa này thiết kế rất là chắc chắn nhé.
không hề có một sự rung lắc khi kể cả khi di chuyển. Tiếp đến là ở ngay phía dưới, chúng ta có một khối động cơ 2 xi lanh 649 phân khối cho ra khoảng 67,1 mã lực tại 8.000 vòng tua. Thì cái cỗ máy này thì lát nữa tôi sẽ trải nghiệm xem là nó khỏe hay nó yếu. Nhưng theo cái thông số hiện tại thì là đây là một cỗ máy khá là khỏe, phục vụ được chúng ta rất là nhiều mục đích khác nhau. Như bạn thấy ở đây thì chiếc xe này sở hữu một cái bộ yên 2 tầng, không quá là cao và không quá là nhỏ. Ngược lại nó rất là lớn, nó đủ chúng ta ngồi một cách thoải mái từ người đằng trước cho đến người đằng sau. Khác với chiếc S9 là cái yên sau tưởng chừng như là cái yên nó chỉ làm để tượng trưng mà thôi. Thì tôi sẽ ngồi thử xem là chiếc xe này nó cao đến đâu. Thì với cái chiều cao yên này, và chiều cao của tôi là khoảng 1m76 thì là ngồi chống thừa chân. Thì cho nên là với những người tầm 1m65 vẫn có thể chống được cái chiếc xe này, rất là hợp lý. Và cái yên này thì cũng êm, không cứng lắm, nhưng mà chúng ta phải thử xem nó đi đường xa thế nào thì mới biết được. Rồi, đến đây, xuống phía cuối. Đó là một cái bộ vành, cũng là vành đúc, size 17. Và một cái bộ, tôi đánh giá cái gắp sau của chiếc Z650 và dòng Ninja 650 này, nó là một cái bộ gắp rất là đẹp, một bên phẳng, một bên cong, được thiết kế rất là hay để cho một cái bộ bô có thể đút gầm được ở phía dưới này, rất là hợp lý và gọn gàng, đẹp mắt. Vâng, cuối cùng là dàn đuôi. Cái dàn đuôi zin của chiếc xe này ấy, thì nó rất là giống với cả những cái chiếc Z900, nó rất là gọn gàng và nhỏ, nó đưa dài ở phía sau. Thế nhưng cái công dụng chắn bùn nó lại không được thật tốt nó cho lắm. Cho nên chủ nhân của nó đã tháo cái bộ chắn bùn zin này ra và thay vào một cái pad rất là nhỏ gọn, chỉ để bắt biển mà thôi. Và có một cái cặp xi nhan ở đây. Chiếc xe này mới chỉ được sử dụng khoảng 1.300 đến 1.500 km mà thôi. Có một chiếc xe vẫn rất là mới. Và toàn bộ cái phần vỏ của chiếc xe này đã được chủ nhân của nó dán lên một cái lớp gọi là giấy mờ để chống xước, thì nó rất là đẹp và hợp lý. Thêm nữa, có một cái điểm yếu trong các trang bị của chiếc xe này, đó là bộ xi nhan. Cái bộ xi nhan này, như các cái phần trước tôi đã làm về chiếc Z900, thì có một chiếc Z900 là bộ xi nhan nó đã chỉ gãy và nứt tất cả loại chân đế sau chỉ một cung đi Đà Nẵng. Thì chiếc xe này cũng vậy, mới chỉ được 1.300 mà bộ xi nhan này đã gãy rồi. Chủ nhân của nó đã phải tháo ra và thay thế một bộ xi nhan mới. Cho nên là các bạn mua xe này về thì nên thay thế luôn cho nó chắc chắn và cho nó thẩm mỹ hơn. Được không? Ở cái trang bị phía sau này thì chúng ta có cái gì? Có một cái phuộc sau monoshock đặt ở ngay giữa, có sự xuất hiện của ProLink. Cái phuộc này thì tôi đánh giá phuộc lò xo trụ ở vị trí trung tâm này, nó tạo cho chiếc xe một cái độ cân bằng rất là tốt. Và những cái khi mà phuộc nhún ấy thì nó không ảnh hưởng nhiều lắm cho đến người lái, cho nên là nó rất là tốt. Và phía sau thì vẫn là vành đúc lốp size 160, cũng là Michelin Road 5 phiên bản mới nhất. Thì cái bộ lốp này nó phục vụ chiếc xe rất là tốt trong các cái đủ các loại điều kiện đường. Nhưng có một cái nhược điểm nhỏ nhỏ, đó là cái chất lốp của cái bộ lốp này nó rất là mềm, cho nên nó mòn rất là nhanh, ta có thể thấy rõ. Tiếp đến thì ở dưới cũng sử dụng một cái bộ phanh đĩa size nhỏ như này, có tích hợp ABS trước sau và phanh là đều là của Nissin, thì dùng vẫn rất là hợp lý và thủ dụng rẻ. Tiếp đến, cái đồ chơi trên chiếc xe này thì nó đã được chủ nhân của nó rất là đầu tư, từ cái bộ chống đổ cho đến bảo vệ két nước thì đã là của hãng rồi. Và ở đây các bạn có thể thấy ở phía dưới này một cái lon bô Acapovic rất là lớn, chính hãng. Theo như tôi được biết thì cái lon bô này được bán ngoài thị trường là phải ngoài 20 triệu đồng, kết hợp với cả cổ, một đoạn cổ mới ở đây. Thì cái lon bô này cho ra một cái âm thanh phải nói là rất là hợp lý và rất là uy lực cho cái máy 650 hai xi lanh này. Ở đây thì cái lon bô Acapovic này nó có một cái họng rất là to, nhưng mà nó lại được thiết kế là rất là giống cái bô zin, nó đặt vừa khít với cả cái phần uốn lên của cái gắp sau, cho nên là nó rất là đẹp, rất là hợp. Và ngay bây giờ tôi sẽ để chiếc xe này lên để cho chúng ta nghe cái tiếng máy và tiếng bô sau khi độ được thì nó sẽ như thế nào. Vâng,
đó là cái tiếng kêu rất là đặc trưng của dòng hai máy. Và nhưng mà ở cái khối động cơ này tôi lại nghe thấy một cái tiếng nó hơi kêu cam cò một chút, nhưng có lẽ là do phục vụ cái sức mạnh 67,1 mã của nó mà nó sẽ phải hơi kêu một chút như vậy. Và với cái Lonbo này thì nó ra cho ra một cái tiếng nó chưa được trầm ấm cho lắm. Được không? Và như vậy về ngoại hình và trang bị của chiếc Kawasaki Z650 này thì về ngoại hình rất là đẹp, rất là gọn, khá là cơ bắp và cho các cái chi tiết rất là hợp lý. Còn về các cái trang bị thì đủ dùng, và là các cái trang bị nó có cái tính độ bền rất là cao, và gọi là cái bảo trì bảo dưỡng nó rất là rẻ, cùng với cả nó cho một cái dáng ngồi rất là hợp lý, linh hoạt. Như vậy thì đây là một chiếc Nexby thành thị rất là hợp lý. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng trải nghiệm xem chiếc xe này sử dụng trên đường phố nó sẽ như thế nào. Sau khi được trải nghiệm chiếc xe Z650 này ở trong một đoạn đường phố thì thực sự là tôi rất là ngạc nhiên về nó. Ngạc nhiên về cái gì? Đầu tiên đó là cái mức sức mạnh. Cái sức mạnh của chiếc xe này thực sự là nó cho chúng ta một cái cảm giác rất là thoải mái, rất là sướng khi mà nó đáp ứng được đủ tất cả các nhu cầu của chúng ta trong cái đường phố. Từ mạnh cho đến yếu cho đến êm thì nó đều có đủ. Ở dưới cái vòng tua 4000 ấy, thì di chuyển ở trên chiếc xe này nó cho một cái cảm giác rất là êm ái, rất là vừa phải. Chúng ta hoàn toàn có thể để găng ti khoảng tăng lên một tí, khoảng 1.200-1.500 và buông côn cho nó đi, cho nó trôi trong phố rất là nhàn nhã. Hoặc là chúng ta có thể chạy một cách có thể nói là hơi mất dạy một chút thì luồn lách, tăng ga và giảm tốc liên tục thì nó vẫn đáp ứng rất là đủ, rất là hợp lý. Tiếp đến cái cặp phục này, phục trước phục sau chiếc xe này, ống lồng phía trước và phục sau là mono sốc thì nó phục vụ tôi rất là tốt. Tôi nặng khoảng 70 cân thì ngồi trên chiếc xe này nó không lún quá nhiều và nó phục vụ các cái đoạn đường gờ giảm tốc này, giảm sóc hay là cái đoạn đường xấu một chút thì nó vẫn rất là hợp lý, vẫn rất là êm, nó không bị mất cân bằng của nó trước sau, nó hoạt động rất là cân nhá. Tiếp đến cái dáng ngồi chiếc xe này nó hơi đổi phía trước một chút, giống như kiểu Hypernex vậy. Thì cái dáng ngồi này cho chúng ta cái cảm giác điều khiển xe rất là mạnh mẽ, rất là cũng gọi là hơi cục xúc một chút thì ngồi chiếc xe này nó rất là thoải mái. Bình xăng nhá, hoàn toàn có thể kẹp được chân vào để các cái nước tăng ga chúng ta không bị trồm dưới đằng sau. Yên xe thì vẫn rất hợp lý, không bị quá. Nhưng mà có một cái vấn đề là chiếc xe này nó thiết kế một cái bình xăng hơi vô duyên một chút, và khi mà chúng ta phanh gấp chiếc xe này thì đối với anh em thì có lẽ là sẽ là một cú khá là đau khi mà bình xăng nó bị hồ ra phía sau, ở phía đúng cái đoạn hồng mà chúng ta ốp vào đây, thì là anh em di chuyển bằng chiếc xe Z650 thì cẩn thận. Tiếp đến côn ga và số của chiếc xe này nó đều rất là mượt, rất là nhẹ, bởi vì đây cũng là một chiếc xe mới thôi thì còn phải qua một cái thời gian dài sử dụng thì chúng ta mới biết được xem là nó như thế nào. Còn về cặp lốp Roadfire này hoạt động rất là tốt cho chiếc xe. Các cái nước ôm cua này, kéo ga đột ngột hay là làm trò làm trước gì đấy thì nó không hề bị trượt một cách quá đà và nó đều bám được rất là tốt. Rồi, còn gì nữa? Về mức ăn xăng cộ. Xăng cộ thì chiếc xe này nó chỉ hút thử chúng ta như cái đồng hồ hiển thị thì là chỉ 4,5 lít hoặc là 4,6 lít 100 cây mà thôi. Đây là một cái mức tiêu thụ nhiên liệu rất là ấn tượng với cả một cỗ máy 650 sinh ra 67,1 mã. Và tiếp đến là gì? Là việc thay dầu. Đây phải có nói là một chiếc xe Nhật có cái mức duy trì bảo dưỡng cực kỳ rẻ. Cái thay dầu chiếc xe này theo như thông số thì chỉ là 1,6 lít cho cái việc thay dầu thông thường.
mà 1,6 lít dầu cho một cái cỗ máy 2 xi lanh thì các bạn có thể thấy là nó rất là tiết kiệm. Còn nếu thay cả lọc thì tầm 2 lít thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm. Nhưng mà nó vẫn là một cái mức rất là giật mình, rất là rẻ. Vâng, vậy thôi. Chiếc xe này thì cũng không còn gì để nói nhiều nữa. Nó đẹp, nó mạnh, nó hợp lý, nó trong tầm giá. Bây giờ thì chiếc xe này được bán tại Makmoto thì chỉ với cái mức giá là 178 triệu là rất là ưu đãi. Phải giảm khoảng 40 triệu so với cái giá niêm yết bình thường. Chắc là cũng một phần là do cái việc ra mắt của cái dòng 650R mà Honda đã ra mắt cách đấy lâu. Và chính vì cái độ hot đó mà chiếc xe này bị chìm đi, cho nên nó được giảm giá rất là sâu. Còn đối với chiếc xe của Honda thì nó lại được nâng giá rất là kinh khủng. Và thậm chí là không có xe để bán. Thì theo như tôi, các bạn có thể chọn chiếc xe này, hoàn toàn có thể chọn chiếc xe này để thay thế cho cái mẫu 650R kia bởi một cái cảm giác khác, một cái cảm giác không mềm mại như bốn máy, và nó không quá cục xúc một máy, mà đây là một chiếc xe có thể đáp ứng được nhiều các cái mục đích của mình. Được rồi, bài trải nghiệm xe của chúng tôi hôm nay về chiếc Kawasaki Z650 đời 2018 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.